tôi đã hết mình phục vụ với chức thầy cả cũng đã 51 năm. Nếu cộng lại những lỗi lầm thì biết lấy gì mà viết ra được. Cho nên thời gian sắp tới, xin Chúa đưa tôi vào trong cái tâm trạng đó. Và vì vậy cũng là thời gian cầu nguyện. Và vì vậy cũng là thời gian sống khiêm tốn. Và Đức Giáo Hoàng khuyên đó là thời gian tốt để ngồi lại và suy ngẫm và đọc sách. Và cũng có thể chút chút giúp vào một vài việc vụ. Như vậy anh chị em thấy con đường đã mở ra cho tôi một năm, năm năm. Bao nhiêu năm tôi không biết, nhưng thật rõ ràng. Mà liệu tôi có đi vào con đường đó được không? Tôi chỉ là một con người yếu đuối, cho nên tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta cử hành lễ thánh Phanxicô trên bổn mạng các sứ truyền giáo là chúng ta nhờ lời chuyển cầu, nhờ lời gương sáng của Ngài. Tin mừng của Chúa được tiếp tục loan báo, loan báo một cách trong sáng, loan báo một cách nhiệt tình, loan báo cho tất cả mọi người. Và điều đó chắc chắn giáo hội chúng ta làm được nếu chúng ta dựa vào cái việc làm của Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Trong thánh lễ của Thi Phêrô hôm nay, cả tổng giáo phận Hà Nội hiện ý cùng Đức Hồng Y mừng lễ kỷ niệm 27 năm tấn công giám mục của Ngài. Năm 2010, vâng lệnh tòa thánh, Ngài đã rời Đà Lạt, thành phố hoa thanh bình thân yêu, nơi Ngài đã gắn bó suốt 72 năm, để ra nhận nhiệm sở mới tại thủ đô Hà Nội. Giữa một thời cuộc khó khăn với nhiều biến cố phức tạp, nhưng Ngài đã dẫn đưa tổng giáo phận Hà Nội vượt qua những thử thách gian khó mà vẫn giữ được sự đoàn kết hiệp nhất an bình. Khẩu hiệu của Đức Hồng Y là người phải lớn lên, tất cả đều quy về Chúa Kitô. Ngài là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, tâm phẩm. Điều nổi nhất nơi Ngài là lòng nhân hậu. Ai ở gần Ngài đều nhận thấy Ngài là người từ ái, khoan dung, không lên án những kẻ yếu đuối về thể lý cũng như tinh thần. Ngài không nỡ tắt tim đèn còn khói, bẻ gãy cây sậy đã dập. Toàn thánh đã tôn vinh công lao và sự nghiệp của Ngài và nhận đơn từ thiện của Ngài ở tuổi 80. Toàn thể các thành phần trong tổng giáo phận Hà Nội có mặt nơi đây để cùng Đức Hồng Y tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban tràn đầy cho Đức Hồng Y suốt cuộc đời dài lâu. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, tục ngữ Việt Nam có câu: một ngày là nghĩa, chuyến đò nên quen. Hương chi Đức Hồng Y đã ở với đại gia đình tổng giáo phận Hà Nội chúng con 8 năm, 6 tháng, 27 ngày. Biết bao ân nặng nghĩa sâu, chúng con chân thành tạ ơn Đức Hồng Y vì tất cả những tâm huyết, ân tình, công sức, hy sinh Đức Hồng Y đã dâng hiến cho nước Chúa qua việc phục vụ dân Chúa Hà Nội chúng con. Đức Hồng Y Phêrô mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Nguyện cầu Thiên Chúa chứng giám và thưởng công bồi hầu cho Đức Hồng Y. Thần Ngài Đức Mẹ Hà Nội,
Thánh cả Giuse bảo trợ Đức Hồng Y trong vòng tay quyền năng cùng yêu thương. Xin Thánh Phêrô đồng hành với Đức Hồng Y trên mọi bước đường đời. Cả cuộc đời Đức Hồng Y là một bài thơ. Rực rỡ hoa xuân nở, gây đất nắng hạ theo, dịu hiền trăng thu được, lồng lồng gió đông về. Giữa sóng đời gieo heo, trung thành cùng Chúa cả, hoa lệ mãi thắm sinh. Gia đình tổng giáo phận chúng con tiếp tục lời chúc mừng và tri ân có món quà kính dâng Đức Hồng Y. Xin cộng đoàn đồng chào có tay thật mời.